Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Slim Booster có thân hình quá khổ làm cho không ít chị em bị tự ti trong cuộc sống hàng ngày. Và để có được thân hình thon gọn hoàn hảo thì không phải ai cũng có thể có đủ sức theo đuổi được những phương pháp giảm cân truyền thống đòi hỏi về thời gian. Để giúp đỡ những người quá bận rộn lấy lại được vóc dáng hoàn hảo, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster đến từ nước Mỹ. Giới thiệu về thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster. Sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster là một sản phẩm giảm cân nổi tiếng của Mỹ được nhập khẩu về Việt Nam thông qua công ty xuất nhập khẩu quả dưa hấu. Sản phẩm có hiệu quả giảm cân nhanh chóng thông qua sự kết hợp của các nguyên liệu có từ thiên nhiên như đậu nành, xoài châu phi, quả acai berry, nhân sâm được chọn lọc kỹ càng, có tác dụng tốt với cơ thể người sử dụng, không gây tác dụng phụ. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng có thể giảm cân an toàn và nhanh chóng từ 4 đến 7kg chỉ trong một tháng. Sản phẩm đã đạt được các chứng nhận về chất lượng của tổ chức FDA Mỹ và được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép nhập khẩu, phân phối trên cả nước, vì thế mà khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm. Thành phần có trong thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster, trong mỗi viên sản phẩm chứa 100% các thành phần thiên nhiên đã được lựa chọn kỹ lưỡng có tác dụng giảm cân nhanh chóng và an toàn như chiết xuất xương rồng prickly pear. Chiết xuất này đã được chứng minh là có tác dụng giảm cholesterol, kiểm soát được lượng đường có trong máu, có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân bị tiểu đường. Prickly pear còn có rất nhiều chất oxy hóa rất tốt cho quá trình giảm cân, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể để đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Ngoài ra, trong chiết xuất này còn chứa các chất xơ hòa tan, hemicellulose, pectin polysaccharide, giúp tạo cảm giác no lâu, giảm sự hấp thụ đường, chất béo trong thức ăn. Chiết xuất acai berry, đây là một loại cây bản địa châu Mỹ, có hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú và từ lâu đã được sử dụng để chữa bệnh, tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng để cơ thể hoạt động. Trong chiết xuất này cũng chứa nhiều chất xơ và hàm lượng axit béo thiết yếu, có tác dụng giảm cân hiệu quả, giúp chuyển hóa thức ăn nhanh hơn và giảm cảm giác thèm ăn ở người dùng. Ngoài ra, thành phần này cũng có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, hỗ trợ các bệnh tim mạch hiệu quả. Trong mỗi viên sản phẩm chứa 100% các thành phần thiên nhiên đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Chiết xuất đậu navy. Đậu navy mang lại tác dụng giảm cân bằng cách ngăn cơ thể dự trữ năng lượng ở dạng mỡ và còn có tác dụng bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi các gốc tự do làm tổn thương tế bào. Loại đậu này cũng cung cấp lượng lớn các vitamin và khoáng chất như kẽm, magie, sắt. Thành phần này giúp giải độc cơ thể và ngăn ngừa lão hóa da. Chiết xuất nấm maitake Nhật Bản. Chiết xuất nấm maitake chứa beta-glucan, tăng cường chất lượng hệ thống miễn dịch của cơ thể, phòng chống các tác nhân từ bên ngoài gây hại cho cơ thể. Chiết xuất xoài châu phi. Xoài châu phi giúp cải thiện việc sản xuất adiponectin, giúp tăng cường sự trao đổi các chất có trong cơ thể, giảm lượng đường có trong máu, từ đó giảm nguy cơ bị tiểu đường và các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, chiết xuất này còn rất giàu các chất xơ tự nhiên, giúp tăng cảm giác no lâu ở người dùng, hạn chế sự thèm ăn. Thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster mang lại những hiệu quả gì cho cơ thể? Slim Booster sẽ mang lại 10 hiệu quả vượt bậc về giảm cân so với các sản phẩm khác. 10 tác dụng với cơ thể của Slim Booster là: giúp tăng khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể một cách hiệu quả, ngăn chặn sự tích tụ chất béo từ thức ăn vào cơ thể, kiểm soát các cơn thèm ăn ở người dùng, tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, ngăn ngừa các loại thức ăn khác nhau thành chất béo ở bên trong cơ thể, cung cấp đầy đủ năng lượng để cơ thể hoạt động, giúp bạn không bị mệt mỏi, bổ sung đầy đủ vi chất và vitamin cần thiết cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh, ổn định lượng đường huyết trong cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường, có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa hiệu quả, ổn định nồng độ mỡ trong máu, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, gan do béo phì. Những ai có thể sử dụng thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster? Thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster với những thành phần từ thiên nhiên được chọn lọc cẩn thận nên có thể được sử dụng với nhiều đối tượng khác nhau từ 18 đến 60 tuổi. Nhất là những người bị béo phì, thừa cân, không có thời gian sử dụng những phương pháp giảm cân truyền thống tốn nhiều thời gian. Sản phẩm cũng được sử dụng để duy trì cân nặng lý tưởng cho cơ thể, nhưng sản phẩm không được sử dụng với phụ nữ có thai, đang trong giai đoạn cho con bú, chống chỉ định sử dụng cho những người bị rối loạn tâm thần, nghiện rượu hay ma túy, những người cao huyết áp hoặc bị tim mạch, suy gan hoặc suy thận và các bệnh khác cần sự chỉ dẫn của bác sĩ. Sản phẩm được sử dụng cho người từ 18 đến 60 tuổi. Hướng dẫn sử dụng thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster. Để sử dụng sản phẩm này, bạn cần làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để có được hiệu quả tốt nhất. Sử dụng mỗi ngày một viên trước khi ăn sáng khoảng 30 phút. Bạn cần uống đầy đủ nước, một ngày nên uống đủ 2-3 lít nước để thúc đẩy quá trình chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể. Không sử dụng các sản phẩm chứa chất kích thích hay có cồn như bia, rượu, cà phê. Khi đạt được cân nặng như mong muốn, bạn cần duy trì sử dụng 3 viên tuần trong vòng 2 tháng để cơ thể ổn định và ngăn cơ thể tăng cân trở lại.
Sử dụng mỗi ngày một viên trước khi ăn sáng khoảng 30 phút. Vì sao thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster được tin dùng? Trước tiên, sản phẩm được tin dùng vì sản phẩm đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận và kiểm định về chất lượng. Những thành phần có trong sản phẩm này 100% từ thiên nhiên, không gây tác dụng phụ. Và hầu hết các khách hàng sử dụng sản phẩm này đã giảm cân thành công từ 4 đến 7kg chỉ sau 1 tháng. Nên bạn có thể tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Thứ hai, sản phẩm này giúp bạn giảm cân dễ dàng mà không phải áp dụng những phương pháp giảm cân khắc nghiệt. Hoặc tốn nhiều thời gian, bạn không phải tính toán về chế độ ăn uống, lượng calo nạp vào. Khi sử dụng sản phẩm này, bạn chỉ cần sử dụng một viên trước ăn sáng là có thể yên tâm giảm cân mà vẫn có thể ăn uống, sinh hoạt như bình thường. Thứ ba, khi sử dụng sản phẩm này bạn sẽ cảm thấy có hiệu quả tức thì. Bạn sẽ dễ dàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng vì hiệu quả trao đổi chất và tiêu hao năng lượng của sản phẩm. Giúp giảm cân bền vững, nhanh chóng và an toàn. Khi sử dụng sản phẩm này bạn sẽ cảm thấy có hiệu quả tức thì. Khách hàng nói gì về sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster với những gì mà sản phẩm này mang lại cho khách hàng? Ngày càng nhiều người lựa chọn và sử dụng sản phẩm này. Sau đây là một số những đánh giá và nhận xét của khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm. Đánh giá của khách hàng về sản phẩm Slim Booster: có giá bao nhiêu, mua ở đâu là tốt nhất? Sản phẩm có giá niêm yết trên thị trường là 1.680.000 đồng Việt Nam, hộp 40 viên, có thể sử dụng trong 40 ngày. Để mua sản phẩm này bạn có thể đến các nhà thuốc lớn, cửa hàng bán đồ giảm cân hoặc các đại lý phân phối của công ty xuất nhập khẩu quả dưa hấu. Ngoài ra bạn cũng có thể mua sản phẩm này trên web bán hàng chính thức của nhà phân phối, các trang bán hàng online và trang thương mại điện tử. Nhưng để có được sản phẩm chất lượng, chúng tôi khuyên bạn nên mua sản phẩm này thông qua web bán của nhà phân phối. Bài viết trên của blog Trị Bệnh đã giới thiệu cho bạn về thực phẩm chức năng giảm cân Slim Booster. Đây là một sản phẩm giảm cân có nguồn gốc từ Mỹ, với thành phần 100% tự nhiên được lựa chọn kỹ lưỡng và có nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể. Chúc các bạn giảm cân hiệu quả và nhanh chóng với sản phẩm này. Blog Trị Bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.